Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này, ta chẳng nên trụ nhãn giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Vì sao? Vì nhãn giới chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với 6 phép ba la mật đa, chẳng lìa bỏ nhau. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này, ta chẳng nên trụ sắc giới, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp giới. Vì sao? Vì sắc giới chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với 6 phép ba la mật đa, chẳng lìa bỏ nhau. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này, ta chẳng nên trụ nhãn thức giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Vì sao? Vì nhãn thức giới chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với 6 phép ba la mật đa, chẳng lìa bỏ nhau. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này, ta chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Vì sao? Vì nhãn xúc chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với 6 phép ba la mật đa, chẳng lìa bỏ nhau. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này, ta chẳng nên trụ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên trụ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với 6 phép ba la mật đa, chẳng lìa bỏ nhau. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này, ta chẳng nên trụ địa giới, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Vì địa giới chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với 6 phép ba la mật đa, chẳng lìa bỏ nhau. Này Thiện Hiện, nếu Đại Bồ Tát luôn nghĩ thế này, ta chẳng nên trụ vô minh, cũng chẳng nên trụ hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não. Vì sao? Vì vô minh chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não cũng chẳng phải năng trụ, chẳng phải sở trụ. Thì này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với 6 phép ba la mật đa, chẳng lìa bỏ nhau.